Tổng cộng có 659.059 vụ vi phạm giao thông của người đi xe gắn máy trên cả nước. 50% trong số này vi phạm lỗi không đội mũ bảo hiểm. 11,8% người tham gia giao thông bị phạt vì lỗi vi phạm nồng độ cồn. 12,4% các vụ vi phạm liên quan đến việc chạy xe quá tốc độ cho phép. Chỉ có 3,8% các vụ vi phạm vì không có giấy phép lái xe. Các lý do khác chiếm 22%. Theo cách hiểu nào đó, thì ý thức được hình thành từ thói quen lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài. Nghĩa là ở đây, ý thức tốt hay xấu phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài. Ví dụ, trường hợp của người đàn ông kia giữa đám đông không có thói quen chấp hành luật giao thông. Giao thông phải di chuyển liên tục. Chứ còn chẳng hạn như là chúng ta thấy những cái tình trạng hạn như bất tuân trong một cái gọi là cái điều kiện hoàn cảnh mà thúc ép về gọi là mặt hoàn cảnh như thế, chúng ta không thể dừng lại, hoặc là chẳng hạn như là chúng ta không thể đứng im mà để cho đoàn người vẫn đi được. Thì trong những cái hoàn cảnh đó thì chúng ta bắt buộc phải lưu chuyển. Thì cái đó cũng là một cái vấn đề đặt ra, đây là cái vấn đề gọi là cái sự tác động gọi là của cái ý thức giao thông của cộng đồng với mỗi cá nhân. Từng cá nhân không thể chấp hành luật lệ giao thông một cách tối đa trong mọi trường hợp. Vấn đề ý thức cũng vậy. Nhắc nhở nhiều rồi, tuyên truyền cũng không ít. Nhưng điều quan trọng nhất, tác động đến thói quen của người tham gia giao thông phụ thuộc vào số đông hơn những quy chuẩn. Có khi là mình muốn theo luật lắm, nhưng mà nó rất khó mà để theo luật. Bây giờ đôi khi cũng bảo là nếu như bây giờ chả nhẽ lại một mình dừng còn tất cả mọi người cùng đi thì như vậy nó cũng khá là buồn cười. Và có khi là người bị nguy hiểm lại chính là mình ạ. Em cũng có một lần là dừng đèn đỏ ấy ạ, là em dừng là dừng đúng rồi, nhưng người sau người ta quên không dừng ra, húc thẳng vào sau xe em luôn. Thì cái này thì không thể nào mà tránh khỏi được. Số đông được hình thành từ một tập hợp các cá thể, bị tác động ngược trở lại bởi những yếu tố khác. Suy cho cùng, ý thức của người tham gia giao thông chỉ có thể cải thiện nếu mọi thứ đồng bộ với nhau, từ yếu tố ý thức của con người cho đến hạ tầng giao thông. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ mà không cài quai đúng cách. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với lỗi vượt đèn đỏ. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người tham gia giao thông có hành vi vượt đèn vàng khi sắp chuyển sang đèn đỏ. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh giao thông. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển cấm đi ngược chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với hành vi đi vào đường cao tốc không dành cho xe gắn máy. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 500.000 đồng đối với các hành vi sau đây: không có giấy đăng ký xe, chạy quá tốc độ từ 5 đến 20 km, không có giấy phép lái xe, không mang theo giấy phép lái xe, quay đầu tại nơi cấm quay đầu xe, nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở vượt quá quy định.